vô rồi. Rồi nào đi nào. Trời ơi. Rồi đi chắc còn gì đấy. Rồi ra bên này, chọn bên này. Rồi đằng sau nào này. Đây sau đây đấy. Đấy, nhiều đồ chơi, nhiều đồ ăn chưa? Đây, đây, đi vào đây, đứng vào đây. Đấy, ok. Rồi, vứt vào, quả gì nữa? Quả nho. Nho, rồi, quả gì đây? Đúng rồi. Quả gì đây? Rồi. Tiếp, nào đi tiếp vào kia nè. Quả gì đây? Đây đây. Có gì đấy nhỉ? Này. Bên này. Có gì đấy? Cam à? Ok chưa? Đi thôi, bây giờ đi về nấu ăn này. Rồi. Ok. Xếp lên nào, đi đang xếp lên này. Hôm nay là nấu món gì đấy? Thế à? Thế à? Chưa còn củ tỏi nữa kìa, còn một củ tỏi nữa. Rồi bây giờ nấu mình nấu món cho xe ra ngoài cửa nào, để xe ra ngoài cửa này, để ra ngoài cửa thôi, để ngoài cửa thôi. Rồi bây giờ mình rửa hoa quả đi. Rồi để vào rổ nào. Chọn mua toàn hoa quả đi. Hoa quả này để ăn, để mổ để ăn nhá. Bổ quả khế nè, bổ quả khế ra bổ nè, cho quả khế ra bổ trước nè.